Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 27-28 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng dự và chủ trì hội nghị. Học tập quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tỉnh Kon Tum tổ chức 4 điểm cầu cấp tỉnh, 1 điểm cầu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và điểm cầu tại các huyện, thành phố. Dự tại các điểm cầu cấp tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh. Tại hội nghị, đại biểu được giới thiệu quán triệt 4 chuyên đề của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, gồm báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, thi hành điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến 2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021-2025. Những nhận thức mới, tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất của ý Đảng, lòng dân trong quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua đó đề nghị việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt nhiệm kỳ. Xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 để mỗi cán bộ đảng viên đều nắm vững và thực hiện sáng tạo hiệu quả nội dung nghị quyết trong thực tiễn cuộc sống. Đối với việc quán triệt nghị quyết, cần tập trung làm rõ những quan điểm, nội dung cốt lõi, các chủ trương mới trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng để thấy rõ sự kế thừa, phát huy, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng qua các nhiệm kỳ, qua đó liên hệ, vận dụng phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, bền bỉ, sáng tạo với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Quá trình tuyên truyền phải kịp thời lý giải những băn khoăn vướng mắc của cán bộ đảng viên, nhân dân về nội dung nghị quyết để kịp thời bổ sung, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận, tích cực trong xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, thù địch.